Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Single Figure. Thì hôm trước mình có làm cái clip review bé Tifa phiên bản Final Fantasy 7 Remake của hãng Kai. What? Đây các bạn. Thì bé Tifa Remake này là trước đó cũng có một phiên bản của Lake Kai, đó là bé Tifa của version Adventurion. Trong cái phim Fantasy 7 Adventurion á. Lúc trước mình có review bé Cloud phiên bản Adventurion của Black Kai cũng như Black luôn các bạn. Thì vô tình mình có mua được một cái phiên bản Tifa của Black phiên bản Adventurion luôn nè. Đó. Thì cái bé Tifa Adventurion mà hãng Black Kai á thì nó khá mắc các bạn. Hầu như là mình nghĩ mình khó mua được, thì nó vừa hiếm vừa mắc nữa. Giá dao động của nó khoảng 7 đến 8 triệu gì đó. Mà phải kiếm nữa nha, chứ không phải là có sẵn nha các bạn. Đó, mà hên sao mình có được mua được cái bé này của Apple ạ. Coi như là đỡ ghiền các bạn. Đây cai chắc khó lòng, nếu mình có duyên thì mình mua được thì mình sẽ review sau. Trước mắt mình sẽ review bé Tifa Playact phiên bản Final Fantasy 7 Adventure nha các bạn. Ok, còn chờ nữa, chúng ta intro nào. Let's go. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay tổng quan cái hộp. Thì các bạn thông cảm nha, mình có quấn cái màn bọc để bảo vệ nó, cái hộp nó đỡ bụi các bạn. Mình để trên cái nóc tủ nó bụi quá. Thì tổng quan cái hộp nó sẽ như thế này, nó có chữ Square Enix. Kéo lên cho bạn cho thấy. Có chữ Square Enix nè, đồ đắt nè. Rồi phía trước cái vỉ các bạn thấy được con phích bên trong. Và đây có một cái logo Final Fantasy 7 Adventurion. Đó, ở dưới đây cũng có chữ lớn nè, đây là dòng Playact nha, là Playact nó nhẹ nhỏ hơn Lekai. Và nó đề cổ đời trước khi Lekai xuất hiện. Đó, rồi tiếng Nhật nè, cái này là mã số 1 là Tifa Lokha nè, thấy không? Nghĩ mã số 2, số 3 là Lao hay là Yuffie hay là Vincent gì đó. Có nhiều con Playact trong phòng Adventurion các bạn. Bên hông thì không có gì các bạn. Bên đây cũng vậy. Đó, phía trên thì nó có cái chữ Final Fantasy Adventurion và có cái móc đó để treo lên gì là người ta bán trong cái shop đó các bạn. Đó, phía sau là hình bé Tifa và một số thế bé Tifa tạo được. Rồi thông tin bản quyền nó vạch kiểu nè các bạn thấy không, có Sephiroth là mã số 3 nè, mã số 2 là Vincent Valentine nè, thấy chưa. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tháo cái vỉ nó ra. Thì bên trong cái vỉ chúng ta sẽ có một bé Fix nè, hai bàn tay thể thế, rồi một cái chân đế phía dưới. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ra cho bạn xem nha. Để coi cái lấy sao đây. Thì con này là con cổ, bạn nhìn cái vị của nó ố vàng luôn các bạn. Khá là lâu rồi. Nhưng rất may mua con này nó vẫn còn khá mới, like new luôn nha. Hầu như là like new luôn. Đó. Hàng cổ nên nó ít phụ kiện nữa bạn, nó chỉ có vậy thôi. Hai bàn tay thế thế, chân đế, một con phích. Thì nói sơ về nhân vật Tifa Adventurion là nó lấy cái móc sau khi mà cái phiên bản Final Fantasy 7 1997 á, 98 á, thì nó sau khi siêu việt Sephiroth xong á, thì nó lấy móc sau khi việc Sephiroth xong, thì nhóm Cloud sang sống yên bình, thì có một cái nhóm Kada xuất hiện và muốn hồi sinh là Sephiroth. Thì cái phiên bản version Adventurion là Tifa sẽ mặc cái áo màu đen như thế này. Và tại áo này là đang có cái tập về phía trước là bán quán rộn như trước các bạn. Nhưng mà cái trang phục nó cải thiện hơn. Còn lấy cái móc trước đó thì sẽ mặc cái trang phục giống như vậy. Đó. Vì là nó là dòng Lekai nó sẽ lùng hơn Lekai rất là nhiều luôn nha. Đó.
Rồi. Ok thì mình sẽ nói sơ qua sự phụ kiện. Đây phụ kiện nó gồm có cái tay bên trái đang xòe ra nè. Đó, nó dùng cái chốt cũ là nó chỉ xoay được thôi các bạn, chứ không có ngửa xuống được. Nó chỉ xoay được thôi. Nó hàng cổ nó giới hạn cái biên độ một chút. Bên tay thì cũng tay xòe ra nhưng mà có đeo cái nhẫn ở ngón áp út nè ha. Tay phải. Rồi. Một cái chân đế này gắn vô vậy ha, cho mình ít xài, mình sẽ không gắn, thông cảm nha. Cái chân đế này mình có thể tăng đưa lên xuống được, phù hợp với cái độ cao của con fit, hoặc là tạo thế cho nó bay lên á, thì các bạn kéo nó cao lên. Rồi cuối cùng thì bé fit thì phao của chúng ta, thì bé fit phải chúng ta tuy là hàng cổ nhưng mà bạn thấy mặt nó làm rất là đẹp đó, là hàng lâu lắm rồi nha các bạn, hàng 2008 á, 2008 2009 vậy đó. Đó tóc đen nè, cũng khá là chi tiết, tuy là nhỏ không khá chi tiết đó. Áo rồi dây sợi kéo nè đó, áo trong nó trong một trắng nè đó. Tay thì nó hơi dang ra, xoay đó, rồi mình co lại nè, nhưng mà nó chỉ co một góc vuông 90 độ thôi nha các bạn, nó bị cứng nè đó. Đó là cái giới hạn của hàng cổ, nó không có được như bên cai. Ở trên đây nó có cái khớp xoay nè, bạn xoay ra sẽ vô được nè, thấy không đó. Còn cái tay thì nó chỉ xoay vậy thôi các bạn, chứ nó không có đưa lên đưa xuống hay là dày dày được, nó chỉ có xoay vậy thôi đó. Rồi cái bên cái tay trái ấy, tay trái nó sẽ có cái sợi dây quấn cột, thì cái dây quấn này là mình theo mình nghĩ đó là cái sợi dây cột buộc tóc của Eric, tại vì trong cái lấy móc thời gian của khoa Toshi 7 thì Eric bị Sephiroth đâm chết á, thì để tưởng nhớ Eric thì mọi người cắt mỗi người một đoạn để đeo lên cái tay đó, tưởng nhớ Eric. Rồi phía dưới khớp hông thì có thể để coi nó xoay được không, khoan, để cái đầu nó xoay được nè bạn ha, đó để khớp hông nè đó, không thể xoay được nè, thấy không đó. Rồi phía dưới áo là cái tập về phía trước có túi nè, đựng đồ này nọ, nút áo nè, rất là đẹp luôn. À mình quên nói là cái dây này đang cẩn thận nha, tại vì mấy không lay hạt. Đời xưa thì nó sử dụng cái nhựa đời cũ, nó rất là dễ giòn, để lâu thời gian á trong nhiệt độ và trong như mình nóng trong cái tủ á, nó có thể nó bị đứt. Mình đã bị đứt cái dây áo của con Yuffie mình dán lại rồi. Còn phía sau là cái tà áo dài, rất là đẹp nha các bạn. Tả đồ nhăn của áo nè, rất là chi tiết. Bên đây là hai cái mặt quần lửng. Sorry các bạn. Rồi là có thắt nơ nè, hai xì nơ hai bên nè. Đó thì chân có thể dang ra. Không, đưa lên. Đó, đưa xuống. Rồi ok luôn ha. Khớp đùi gối nè. Đó, nhưng mà mình cũng có 90 độ các bạn, không có xoay nhiều nha. Với lại mình cũng hạn chế xoay vì do là mấy cái con này nhựa cũ á, bữa mình làm gãy hết cái bàn chân của con Yuffie, mình sợ lắm rồi. Đây có cái khớp xoay, khớp mà đưa lên xuống nè, bạn thấy không, chân nó đưa lên đưa xuống nè. Và ngoài ra chân nó phải xoay ngang được để tạo dáng đứng cho dễ các bạn. Rồi có cục nơ nè, giày đen viền trắng, rất là ok luôn. Đó thì cái con này mình thấy nó không phải là 1.12, nó cái scale của nó gần mình nghĩ là bằng luôn á. Đây mình chúc mình để cho đứng thẳng cho bạn xem. Ê. Này bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá, sorry các bạn. Đó thì mình sẽ đứng một cái con Retos Nika, thì các bạn thấy nó gần như xem tại vì đây là dáng của nữ. Nếu mình lấy con Black Hat Cloud mà ra bản Origin á, của Black Hat á, thì nó sẽ bằng con Raytos luôn các bạn. Đó. Đây mình được đẩy gần để cho các bạn để thấy. Thấy không? Nó xem. Nhưng mà nó cao hơn thằng F nha. Đó. Thôi để mình để con này bên đây đi. Oh, sorry các bạn. Ở đây mình có con Cloud Black Hat Adventure nè. Đó là trong bộ của tụi nó nè. Nên cái tỷ lệ scale nó cũng ngang nhau. Đó.
Ngoài ra là có Vincent, Yuffie, rồi Eric. Eric mà bản Eric Scott phải, mình nhớ rất khá là nhiều con Black Ark. Nhưng mình chỉ có sở hữu bé này, bé Yuffie mà bị lỗi rồi, bé Van. Van của Kano 12. Đó, thì cái scam nó vậy. Thì con này nó đơn giản thôi, nó là do là nó hàng cổ á, ít phụ kiện lắm. Nên mình sẽ quay tổng quát một lần nữa Betty Fowl rồi mình bơm số dán cho các bạn xem. Đó, đây, phía sau. Rồi, phía trước nè. Rồi, ok. Let's go.